chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Hiện nay trong manga One Piece thì trận chiến giữa Liên minh Samurai và Liên minh hai bang hải tặc của hai tứ hoàng đã bắt đầu đến giai đoạn tấn công tổng lực. Trận quyết chiến trên sân thượng lâu đài Onigashima giữa dòng Kaido và các cửu hồng bao đã sẵn sàng khai chiến. Kaido lợi thế hóa dòng khổng lồ, nhưng bên cửu hồng bao thì tộc Minh với khả năng trời phù hóa Su Long vào đêm trăng tròn. Đây sẽ là một kèo khá cân khi tộc Minh dù yếu hơn nhưng sẽ có lợi thế số lượng bù chất lượng. Bên cạnh đó, Antil sẽ chiến đấu với Yamato, còn các thành viên khác trong băng mũ rơm sẽ phải đối phó với các thảm họa cũng như những tên number khổng lồ. Hiện giờ chúng ta chưa thể biết được kết quả trận chiến, nhưng với Haki main chính của mình, chắc chắn băng mũ rơm sẽ thoát khỏi rắc rối ở Wano và tiếp tục hành trình đi tìm kiếm kho báu One Piece, trừ trường hợp tác giả muốn One Piece kết thúc và ra Two Piece. Sau phần Wano, gần như chắc chắn rằng tất cả thành viên của băng mũ rơm sẽ mạnh lên sau trận chiến tổng lực. Sức mạnh được gia tăng của họ sẽ như thế nào? Hãy cùng mình dự đoán nhé. Thứ nhất, Ruffy. Đối với một thuyền trưởng sở hữu Haki main chính, có lẽ gần như rõ ràng sau phần cốt truyện, cậu ấy sẽ hoàn toàn làm chủ được Haki vũ trang cấp cao, hay còn được các Samurai Wano gọi là Ryuuo. Nhưng nếu sức mạnh của Ruffy kể cả Haki vũ trang cao cấp, thì hiện tại mới chỉ tăng thêm hai loại Haki vũ trang và quan sát đều là dạng cao cấp. Sẽ rất khó để Ruffy có thể hạ gục Kaido. Sau 2 năm time skip, trong mỗi trận chiến quan trọng, Ruffy hầu như luôn thể hiện một kỹ thuật Gear Force mới của mình. Vì vậy có khả năng trong trận chiến tổng lực khi chiến đấu với Kaido, Ruffy sẽ thể hiện kỹ thuật Gear Force kết hợp với Haki vũ trang cao cấp. Sau Tank Man, Bounce Man và Snake Man, Ruffy sẽ show ra một kỹ thuật mới gì nữa? Thứ hai, Roronoa Zoro. Có một câu hỏi quan trọng mà chúng ta cần lưu ý rằng, liệu Zoro có thuần hóa được Enma sau Wano không? Nếu vậy, sức mạnh bổ sung mới của Zoro rất có thể sẽ liên quan đến Enma. Giống như Zoro đã nói, nếu anh ta có thể kiểm soát Enma thì anh ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, ít nhất Zoro có thể hoàn toàn làm chủ được Enma sau trận chiến ở Wano. Một khi Zoro có thể kiểm soát được Enma, liệu Zoro có thành công trong việc tạo ra một thanh hắc kiếm của riêng mình? Không loại trừ khả năng trong trận chiến ở Onigashima, Zoro sẽ tìm ra cách để biến một thanh kiếm của mình thành hắc kiếm. Bởi vì trong suốt hành trình trên Wano, chủ đề về hắc kiếm đã được Thánh Oda đưa ra khi Zoro chiến đấu với thầy chùa Gyukimaru. Thứ ba, Nami. Nami đã có gậy Klima làm vũ khí chính của mình và mặc dù Big Mom đã bắt Zeus trở về, nhưng mình nghĩ rằng Nami sau Wano vẫn có thể có lại được Zeus để làm pet. Nhiều khả năng Big Mom sẽ bị băng mũ rơm và quân đồng minh của họ đánh bại trong cốt truyện Wano. Nếu kết quả như vậy thì gần như chắc chắn Zeus sẽ về tay Nami. Tuy nhiên, liệu rằng sức mạnh bổ sung của Nami không chỉ có Zeus? Điều gì sẽ xảy ra nếu Prometheus cũng đi theo phục tùng Nami? Nếu sau này Big Mom thực sự sụp đổ, có thể Prometheus cũng sẽ bị Nami bắt cùng với Zeus. Thứ tư, Usopp. Có thể có hai sức mạnh mới mà Usopp sẽ thành thạo sau trận chiến ở Wano: Haki quan sát cao cấp và trang phục siêu nhân mới cho Sogeking. Như chúng ta đã biết, Usopp đánh thức Haki quan sát ở Red Rosa gần đây, có những gợi ý rằng có thể Usopp đã thành thạo Haki quan sát. Vì vậy, rất có thể sau Wano, Usopp sẽ thực sự có Haki quan sát cao cấp. Vậy còn trang phục mới của Sogeking thì sao? Sanji đã đề cập rằng anh ấy muốn để lại bộ đồ Red Suit của mình cho Usopp để thiết kế lại và bản thân Usopp có vẻ rất thích thú với công nghệ bộ đồ siêu nhân của Sanji. Vì vậy có khả năng Usopp sẽ thiết kế ra một phiên bản Red Suit cho riêng mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu Usopp sau đó bắt chước công nghệ Red Suit của Sanji và làm cho anh ta một bộ trang phục Sogeking mới? Thứ năm, Sanji. Về Sanji thì điều này khá rõ ràng rồi, rất có thể Sanji sẽ nhận được một phiên bản Red Suit mới được Usopp thiết kế và có thể thêm chút công nghệ của Franky nữa. Sanji thực sự có vẻ thích sức mạnh thể chất của bản thân hơn, vì vậy có khả năng anh ta sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào các vũ khí mà bộ đồ Red Suit của mình đem lại. Nhưng ít nhất, Sanji gần như chắc chắn sẽ sử dụng khả năng tàng hình của bộ đồ để nhìn trộm cũng như theo dõi đối thủ. Thứ sáu, Chopper. Có một điều vẫn còn là một bí ẩn từ Chopper, đó là làm cách nào mà anh ta có thể có 6 dạng biến hình mà không cần nhờ đến các viên thuốc nữa. Điều này cho thấy Chopper đã làm chủ được khả năng trái ác quỷ của mình, khác hẳn với những người dùng hệ Doan khác. Vì nói chung, người dùng hệ Doan chỉ có 3 hình thức thay đổi. Với khả năng của Chopper đã vượt trên những người hệ Doan, có khả năng Chopper sẽ là người hoặc động vật đầu tiên tiết lộ những bí mật của việc thức tỉnh Doan. Thứ bảy, Nico Robin. Robin có thể hơi khác so với những người khác, coi như sức mạnh mới của Robin không phải là kỹ thuật chiến đấu hay bất cứ thứ gì tương tự. Có thể không chỉ thông tin vị trí từ Road Pony Clip mà cô ấy đọc được ở Wano, Robin còn có thể nhận được những sự thật mới và tiết lộ những bí mật khác liên quan đến thế kỷ trống. Chưa kể đến cuốn nhật ký của Odin mà Yamato đang mang theo, Robin chắc chắn sẽ thích thú khi đọc nó và tìm hiểu về lịch sử trong đó. Như người ta vẫn thường nói, kiến thức là sức mạnh. Thứ 8, Franky. Trong thời gian làm thợ mộc tại Wano, Franky hẳn nhận ra rằng công nghệ làm vũ khí bằng đá biển ở Wano rất tiên tiến. Vì vậy, không phải là không thể, Franky sẽ sử dụng đá biển làm trang bị cho Sunny hoặc vũ khí của chính mình. Có khả năng Franky sẽ trang bị cho Franky Shogun đạn đá biển. Thứ 9, Brook. Hơi khó để tưởng tượng lại sức mạnh mới mà Brook có thể đạt được, nhưng với việc đụng độ Scratchman Apple trên chiến trường, có thể Brook sẽ học được kỹ thuật chiến đấu bằng âm nhạc.
Mặc dù kỹ thuật của Apple thực sự đến từ trái ác quỷ, vì các đòn tấn công của Apple về cơ bản là dựa trên âm nhạc, nhưng Brook có thể khám phá ra bí mật đằng sau Tatakao Music và sử dụng chúng theo kỹ thuật của riêng mình. Thứ 10, Jinbe. Bản thân sự tồn tại của Jinbe được cho là một sức mạnh mới cho băng mũ rơm. Hãy nhớ rằng, cho đến nay băng mũ rơm vẫn chưa có thành viên chính thức nào làm đội trưởng lái tàu. Trước đó, không ai được giao nhiệm vụ cụ thể để lái tàu Thousand Sunny. Với Jinbe, người có kỹ năng lái tàu cấp cao và sức mạnh tuyệt vời, từng là một cựu Shichibukai, Jinbe sẽ trở thành một thế lực mới to lớn cho băng mũ rơm. Trên đây là những sức mạnh mới mà băng mũ rơm có thể nhận được sau khi phần Wano kết thúc. Bạn nghĩ sức mạnh nào sẽ dễ xảy ra nhất? Thì hãy để lại ý kiến vào bình luận bên dưới nhé.